Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Câu. Và hôm nay cửa hàng sẽ giới thiệu tới tất cả những anh em cần thủ một cái sản phẩm của Daiwa bán rất là chạy. Đó chính là cái cần hai khúc Daiwa Phantom Snapper. Cảm nhận ban đầu của mình thì cái sản phẩm này nó khá là nhẹ. Và theo như thông số của nhà sản xuất đưa ra thì cây này có trọng lượng là 247g. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái thông số chi tiết của cây cần này ha. Nhất là về cái chiều dài thì chiều dài hai khúc là 2m44. Và đây là thu gọn, nghĩa là một khúc là 127cm. Thứ hai là về cái tải mồi thì tải mồi lớn nhất là 100g. Sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam. Và về độ tải dây là 17-35 lb, nghĩa là cái cần này nó sẽ câu được những loại cá lớn đến 17 kg cũng câu được tải được luôn mọi người ha. Và tổng tạp quan của nó thì về màu sắc thì nó được phối bởi hai màu, đó là màu bạc với lại màu đỏ, một cái thiết kế nó khá là đẹp, nhất là về cái màu sắc, cái độ tươi trẻ của sản phẩm cũng như là những rất là năng động. Về đây là cái tiếp đến là chúng ta hãy cùng đến cái chỗ cái bát của cái gắn máy này ha. Đây mọi người có thể thấy đây. Đó, nó khá là nhìn gọn đấy, và cái tay cầm như thế này, mút thì bằng mút xốp ở đây. Mút xốp này nó không, tức là mình cầm cảm thấy chắc tay chứ nó không phải là mềm ha. Nó không phải là mềm kiểu như là mình cầm vào nó thấy mềm mềm, mà cầm thì là cảm thấy chắc tay. Rồi đây chi tiết cây khoen của cái cần này. Khoen thì là khoen Fuji mọi người ha, mọi người có thể thấy đây ha, khoen Fuji. Đó, sản phẩm này thì được sản xuất tại Việt Nam ở nhà máy luôn, nhà máy ở Đà Nẵng ha. Đây và cái cần này thì sẽ thích hợp cho đi câu cá gì, tức là đi biển cũng câu được này, câu lua cũng được này, tại vì nó nhẹ và câu ngâm cũng được luôn, bởi vì cái độ tải cá của nó rất là lớn. Thì đây là một cái sản phẩm mà có giá cả ở cái tầm trung, và thực sự là nó rất là hữu dụng cho chúng ta trong cái việc mà sở hữu một sản phẩm, nhưng mà chúng ta có thể sở được câu theo cái nhiều kiểu khác nhau. Nó không không phải là cái cần câu quá nặng để không câu lua được, và cần này thì dùng để câu lua được luôn và câu ngâm cũng được. Thì, sản phẩm này có các size là 21, 24, 27 và 3m. Các bạn quan tâm có thể liên hệ cái số điện thoại ở bên dưới để shop tư vấn chi tiết cho các bạn. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh hoặc là bình luận ở bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.